cho xin ít nước để thằng hàng xóm nấu canh chua hả? Anh ơi, anh tự nghĩ được cái món đấy á, xin về anh tự nấu cho anh ăn chứ. Chứ anh tốt ghê ấy, anh xin hộ hàng xóm. Ủa sếp, sao đi làm sớm vậy? Anh khùng hả? Em nè. Trời, sao nhìn giống y chang quá trời. Công nhận đẻ xong mà y như đúc luôn Ngoài giờ không được gặp anh nhóm chết luôn á. à. Thôi 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 này cậu cưng. Hả? Anh bù cho em một nụ hôn được chưa? Thôi không chịu đâu. Em muốn hai hai cái thôi. Ok, nè. Hai người làm cái gì vậy? Sếp ơi, dạ em xin lỗi sếp, em lỡ chứ chị phải như sếp nghĩ đâu sếp ơi. Sếp gì? Em nè. Nhỏ là chị em mà. Chả biết cái thằng nào nó sinh ra cái luật ngày làm 8 tiếng nhỉ. Sáng làm từ 8 giờ đến 12 giờ mới được nghỉ. Bây giờ mà giá như có cái luật mới ban hành nhỉ, ngày làm có 6 tiếng, 4 tiếng, 2 tiếng còn lại là được chơi mà lương vẫn nhận đủ thì thích nhỉ. Em không quan tâm gì hết, thế nhưng mà hôm nay ấy, hôm nay là nhất định em phải có được chị. Không, chị ngại lắm. Thôi em ạ, buông thấy đông người quá này, bao nhiêu người quán này. Em không quan tâm gì cả, bây giờ nếu mà chị không đồng ý em không buông ra đâu. Thế em cứ buông chị ra, không có gì chị em mình nói chuyện, chị em ôm chặt lắm. Thế bây giờ em buông ra là chị phải đồng ý nhá. Rồi, em buông ra chị nhận hoa luôn. Chắc chắn nhá. Rồi, chắc chắn rồi chị nhận. Em tặng chị. Thế nhá, chị sẽ nhận hoa nhá. Nhưng mà này, chị còn suy nghĩ nhá, mà chị biết nhận hoa của em thôi nhá. Thế thì đấy, chị em mình ngồi xuống đây. Rồi, có gì chị cứ uống nhá. Chị, chị, bây giờ em sẽ nhắm mắt lại xong rồi em với chị chơi một trò chơi là chị ngồi đằng sau em á, chị dơ từng số cho em mà ngồi trước em đánh, nếu như mà em đánh đúng á thì chị sẽ thưởng cho em, chị thưởng bao nhiêu cũng được. Mày không thể nào đoán đúng được. Thì cái đó là sự thông minh của em thì em đánh đúng. Chơi, chị chơi không? Không. Sao vậy? Chẳng mày có một cái trò gì không, đấy. Không, thì em nhắm mắt nè, thì chị thấy em nhắm mắt không? Đó, thì bây giờ chị cứ dơ số đi, miễn sao là em đoán đúng là được. Nha chị. Bây giờ đoán đúng là được đúng không? Dạ okay, đúng rồi, không? chị thưởng cái gì cũng được hết á. Thưởng mày 1 triệu luôn. Dạ ok luôn, vô luôn. Ok không? Dạ. Nào. Trời. Nào, giờ... Trời, nhưng mà chị phải thả cái tay ra em mới đoán không. Được. Chắc chắn là mày phải có một cái trò gì đấy, một cái mưu mẹo gì đấy chứ không bao giờ không, mày nghĩ làm sao mà gọi là ấy. Tao đẻ ra cái loại mày. Mày hiểu không? Không, nhưng mà chị thả tay ra đi, em mới thông thái cái đầu óc em mới đoán không. Được là. Hả? Tao đẻ ra cái loại mày nhá, lần sau nhá, muốn gọi là cái gì, muốn chôn người khác các thứ nhá, về tập luyện thêm, còn non và xanh lắm em nhá. Thôi không chơi nữa chị, không chơi. Mày đặt ba cái trò vớ vẩn. Trời ơi, 20 tháng 10 tặng mấy cái quà này làm cái gì? Bây giờ lăn ra để gỡ tiền, tiền chứ chẳng năng. Mẹ chuyển khoản cho nó nhanh, trăm 200 triệu, 300 triệu cho nó nhanh. Trời ơi, giờ không biết là từ giờ đến tối này xếp ra được cái đống tiền này để ở nhà thì lại lo là nó để mấy trăm triệu ở nhà nó mất. Khổ ghê vậy, chán ghê. Mà suốt ngày lần sau là không muốn nhận rồi thì thôi đi, chán thật sự ấy, khó chịu. Ôi giời ơi đấy, chán không muốn làm nữa luôn, không muốn nhận luôn. Cần anh cứu không? Em cần, trên đây đi. Một cuộc tình mà mình dành riêng cho em, dù năm tháng trôi qua vẫn còn đây. Biết yêu em, thương em, mong em trong trái tim, nhưng không thể nói lên anh yêu em. Hãy đánh nhau để giành lấy em, dù cho em không cần anh nhưng anh đéo cần em. Dù em ra đi thật xa giấc mơ của anh thầm giữ trong con tim bóng dáng của em. Ơi, không kêu mà. Đệ. Đệ cứu chú à. Thank you.
đắng, dù là đã không còn yêu còn thương. Đừng nhẫn tâm làm anh buồn đau, hãy tốt với anh vì anh lẻ loi. Một mình trong đêm quạnh hiu, biết ra sau ngày sau anh đã không giữ được em. Biết sao đây, vì sao, tại sao, vì anh không hiểu được cuộc sống của riêng em. Tiêu chí để chọn người yêu của em là gì? Tiêu chí của em á là ba tiêu chí thôi. Anh nào mà đáp ứng được ba tiêu chí này nhá, to, dài, dài, vậy thôi, đơn giản, dễ hiểu. To, to, to mới dài thì khoảng bao nhiêu? To bằng này này. Châu à? Thế to mới dài thì bao nhiêu nhiêu? Bằng này. Bằng đấy. Bằng này. Ôi bà lấy ra đi. Thế thì còn dài thì bao nhiêu là đủ? Dài như cao su ấy. Dài như cao su chứ phải cứ nhất định cụ thể ra là bao nhiêu lâu. Trên 30 phút. Trên 30 phút gì? Rồi anh nào xem video nó đủ 3 tiêu chí thì inbox cho Khánh nhá. Ngửi đi rồi đi kiếm cái này về cho tao. Chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời bởi nhiều quá. Cho anh.